Một ý tưởng siêu dễ dàng dành cho mâm cỗ trung thu cho các bạn đó là chúng ta có thể dùng tranh in hoặc là những các cái mẫu in sẵn như thế này để chúng ta tạo hình nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ tạo hình là con cá heo. Con cá heo này thì trong bộ combo dụng cụ cắt tỉa bên Mẹ Bảo Hân có nhé các bạn nhé. Các bạn có thể sử dụng khi mà chúng ta mua cái bộ combo hoặc nếu không thì chúng ta có thể mua lẻ cũng có. Thì bên em chỉ có con cá heo và con thỏ thôi, thì hai cái mẫu này em đã lên video cụ thể cho mọi người xem rồi. Thì có rất nhiều cách để chúng ta có thể sáng tạo ra nó với những cái mẫu như thế này. Ngoài ra nếu chúng ta không mua cũng không sao đâu, chúng ta có thể in hình ở trên mạng ấy, chúng ta in ra và chúng ta cắt thành những cái mẫu in và chúng ta áp vào chúng ta làm thì cũng sẽ dễ dàng tạo ra được những cái con thú nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhá. Và khi mình tham gia vào lớp học tỉa hoa hoàn toàn miễn phí ở bên em ấy, thì em có tặng file, những các cái file kèm cho mọi người để mọi người có thể là từ đó mọi người in ra và học theo những cái mẫu chi tiết cụ thể như thế này nhá. Hôm nay thì cũng là sát đến Trung Thu rồi thì cho nên là cũng không kịp để cho mọi người học nhanh đâu. Nếu mà mua thì chắc là cũng không mua kịp bên sản phẩm bên Mẹ Bảo Hân, còn những ai mà đã mua rồi thì chúng ta lấy ra chúng ta dùng nhá. Những ai mà chúng ta chưa mua thì chúng ta có thể nhanh chóng chúng ta in mẫu ở trên các cái hình mẫu tranh vẽ của các em bé ấy. Thì ngoài cái hình mẫu cá heo thỏ ra thì mọi người có thể dùng những cái hình mẫu khác cũng được, hoặc là bạn nào mà thấy khó tìm thì có thể nhắn cho nhân viên bên Mẹ Bảo Hân để các bạn ấy sẽ hỗ trợ và tặng cho mình những cái mẫu file in đó nhá, hoàn toàn miễn phí. Ai cần thì cứ nhắn thì để bên em sẽ gửi tặng thôi ạ. Và cái cách này là một trong những cái cách mà dễ, siêu dễ luôn mà em thường hay chia sẻ với mọi người trong cái dịp Trung Thu. Thì những cái con vật nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thì có thể là tỉa trên xoài này hay là trên bí này, chúng ta có thể áp vào và chúng ta tỉa rất là nhanh và tiện nhé các bác nhé. Và trong mâm cỗ Trung Thu của các con thì chúng ta hãy tận dụng các loại rau củ quả luôn, ví dụ như là xoài này, dưa hấu này thì đều có thể tỉa được các cái mẫu như thế này. Và đây thì không phải là mẫu khó mà là mẫu siêu dễ luôn và ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được. Các cô mầm non chẳng hạn thì các cô có thể là dễ dàng nhìn những cái mẫu này để chúng ta có thể là làm cho các bé một cái mâm cỗ Trung Thu nhỏ nhỏ xinh xinh bằng những cái con vật đáng yêu ngộ nghĩnh trong mâm cỗ Trung Thu. Và chúc cho cái đêm hội trăng rằm của mọi người của năm 2024 này thành công rực rỡ nhé, và vui nhất có thể. Đến ngày hôm nay thì chắc là cái video này sẽ là cái video kết thúc của cái mùa Trung Thu năm 2024 năm nay của kênh Mẹ Bảo Hân cũng như là trang Tỉa Hoa Nghệ Thuật. Thế còn sau những cái buổi Trung Thu này thì sẽ là những cái video về chuẩn bị cho ngày 20 tháng 10 các bác nhé. Thì chúng ta sẽ đi với một loạt những các cái video về các loại hoa. Kênh của Mẹ Bảo Hân thì sẽ đi theo những các cái thời điểm ngày, ví dụ như trước Trung Thu hoặc là trước 20 tháng 10 thì các bác sẽ có một loạt các cái video theo cái chủ đề đó. Thì chúng ta hãy nhấn theo dõi kênh và ủng hộ cho Mẹ Bảo Hân nhé. Và cái lớp học tỉa hoa hoàn toàn miễn phí ở bên Mẹ Bảo Hân thì mở hàng tháng, mỗi tháng một lần. Và các bác sẽ vào theo cái nhóm rồi chúng ta sẽ học theo cái nhóm đó nhé. Thì cái nhóm đó thì chúng ta sẽ có cái thông báo riêng. Thì các bác để lại comment phía bên dưới thì nhân viên bên em sẽ đưa các bác vào trong nhóm theo cái đường link của nhóm Zalo thì chúng ta sẽ học ở đó. Thực ra thì đưa vào nhóm là để các bác có thể là nhìn được các cái thông tin để em thông báo thôi, chứ còn khi học thì chúng ta sẽ học ở trên cái mục trực tiếp của trang Tỉa Hoa Nghệ Thuật hoặc là trang Mẹ Bảo Hân các bác nhé. Thì khi mà các bác tham gia vào cái lớp này thì các bác sẽ học được tất cả các kỹ thuật cơ bản nhất ở bên Mẹ Bảo Hân sẽ dạy, cùng với đó là các bác sẽ được sửa bài hoàn toàn miễn phí nhé. Mà dù chúng ta có mua dụng cụ hay không mua dụng cụ thì chúng ta vẫn tham gia học bình thường và em vẫn sửa bài cho các bác bình thường, chứ không phân biệt bất kỳ một học viên nào nhé các bác nhé. Đây là em làm ở trên một cái quả xoài, mình cắt lửa ra rồi còn có một lửa thôi, chúng ta làm sát luôn vào cái hạt của quả xoài đấy ạ. Đó, đến đây là em đã hoàn thành cái mẫu của ngày hôm nay rồi và chúc mọi người thành công. Hẹn gặp lại ở mùa Trung Thu năm sau các bác nhá.